Một mẫu loa cột xịn sò đến từ thương hiệu Yamaha đình đám, thiết kế nhỏ gọn nhất trong phân khúc những dòng loa cột xịn sò và cao cấp, và đặc biệt giá rẻ nhất. Ok, vậy thì Hữu Duy sẽ đưa ra lời nhận xét trực tiếp về mẫu loa cột Yamaha DXL1K này với các mẫu loa cột của JBL luôn. Và khi yêu ai biết đâu là bên bờ, để rồi phải xa nhau từ đây. Mình xa nhau đến vầng trăng kia vỡ đôi, chẳng cô đơn quá ơi người ơi. Xin chào quý vị, ngày hôm nay Hữu Duy rất là vui mừng khi được giới thiệu đến quý vị một trong những mẫu loa cột mà Hữu Duy cực kỳ tâm đắc trong thời gian này. Đây là mẫu loa cột mới cập bến tại Bảo Châu Elec và nó đến từ thương hiệu Yamaha. Yamaha là một thương hiệu rất nổi tiếng trên toàn cầu rồi, đa lĩnh vực, đa ngành nghề đúng không ạ? Từ xe cộ cho đến nhạc cụ cho đến các thiết bị âm thanh, và đặc biệt là rất thành công tại thị trường Việt Nam bởi những dòng loa cột. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với mẫu loa cột với mã là DXL1K quý vị nhá. Với mẫu loa cột này nó sẽ có chất âm như thế nào, cấu tạo ra sao, và đặc biệt là khi mà chúng ta muốn dinh về thì nó sẽ có mức giá là bao nhiêu. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở trong video này quý vị nhé. Nói đến thiết kế loa cột thì chắc hẳn là ai cũng biết rồi, thì chúng ta có thể tháo rời được các module. Thì với dòng DXL1K này, chúng ta sẽ có một module loa và hai module thanh nối. Thì chúng ta có thể để full lên như thế này, là hai thanh nối và một loa xếp thẳng đứng lên. Hoặc là muốn hạ thấp hơn một chút thì chúng ta để một thanh nối một loa, hoặc là không cần thanh nối nào cả, chúng ta gắn trực tiếp loa vào súp luôn quý vị nhé. Tùy theo chiều cao của loa mà quý vị muốn là bao nhiêu thanh nối thôi, đúng không ạ? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với thiết kế của mẫu DXL1K này. Với module loa full, đó, module loa full này, cấu tạo của nó sẽ bao gồm thứ nhất là 10 củ loa full rang có đường kính là 2,5 inch quý vị nhé. Và nó được cấu tạo theo, nó được xếp theo hình chữ G, được xếp theo hình chữ G để chúng ta có một cái góc phủ âm đẹp nhất và tốt nhất. Chiều dọc nó có thể phủ là 30 độ quý vị nhé, và chiều ngang lên tới 170 độ, cho nên quý vị có thể đứng ở bất kỳ vị trí nào mà âm thanh của chúng ta vẫn được hay, được tốt và được đảm bảo là nó đầy đủ quý vị nhé. Ok, và tiếp theo là về thiết kế luôn của thanh module này, thì chúng ta có thể thấy được nó được dập lỗ tổ ong và nhìn cực kỳ gọn gàng. Mẫu DXL1K này là một trong những mẫu súp có thiết kế gọn gàng nhất trong các mẫu loa cột cao cấp thuộc phân khúc loa bát 30. Quý vị có thể thấy được là cái module loa nó thiết kế cực kỳ gọn gàng đúng không ạ? Và sơn nhám luôn ở trên mặt e-căng quý vị nhá. Ở trong thì chúng ta còn có lớp kim loại mỏng để chúng ta có thể bảo vệ củ loa. Đây, ở đằng sau của module loa của chúng ta thì thứ nhất là có cái điểm treo. Thì Hữu Duy không hiểu cho lắm là với điểm treo này nhà sản xuất có mục đích gì. Thì với module này thì chúng ta phải gắn vào thì mới dùng được đúng không ạ? Nhưng mà với điểm treo này thì cũng không hiểu là muốn nhà sản xuất muốn treo ở đâu. Và ở đằng sau thì chúng ta cũng sẽ có những con ốc để siết những củ loa này, và có mã đây. DXL1K, Step Pad 1K, MK2, tức là cả hai series thì đều dùng chung cái củ loa này quý vị nhé, đều dùng chung module. Rồi, và tiếp theo ở dưới thì chúng ta sẽ đến với chiếc súp này. Cảm quan đầu tiên khi thấy chiếc súp này thì Hữu Duy thấy cực kỳ nhỏ gọn, và nó là mẫu súp nhỏ gọn nhất trong series các dòng loa cột phân khúc bát 30 cao cấp quý vị nhé. Đó, e căng thì cũng giống như là module ở trên, chúng ta cũng được dập lỗ tổ ong này và có lớp lưới bảo vệ ở phía bên trong. Logo Yamaha quá là quen thuộc rồi đúng không ạ? Và ở phía trên thì chúng ta được bao bọc bởi một lớp thùng gỗ, và thùng gỗ này nó được sơn nhám ở bên ngoài quý vị nhé, sơn nhám cực kỳ chắc chắn này, chống bám vân tay, chống bám bụi này, và nó bảo vệ cái thùng loa của chúng ta cực kỳ là tốt luôn. Ở đằng sau thì chúng ta cũng sẽ tích hợp một bảng mạch công suất, nó là công suất Class D quý vị nhé, cho nên chúng ta chỉ cần cắm điện vào là sử dụng thôi. Và cũng tích hợp luôn một bộ trộn mixer hai đường để chúng ta sử dụng. Với hai đường input này thì chúng ta có thể sử dụng đường Canon kết hợp 6 ly đều có thể kết nối được. Và ở dưới đường một này thì chúng ta còn có thêm một đường link input để có thể thêm đường tín hiệu vào quý vị nhé. Và chúng ta cũng sẽ có một đường output ra bằng đường Canon. Ở phía trên thì chúng ta cũng sẽ có những cái đường chỉnh rất là cơ bản thôi. Level đây là đường chỉnh tổng này,
volume tổng và có một nháy đèn limit ở đây. Khi mà đánh tới ngưỡng công suất thì nó sẽ báo đỏ ở đây. Limit là chúng ta nên giảm mức công suất lại, giảm volume lại để bảo vệ chiếc loa của chúng ta. Và ở trên chúng ta sẽ có mode, là có 3 mode. Thứ nhất là Speed, thứ hai là Music và thứ ba là Club. Thì tương đương với cường độ âm trầm, đúng không ạ? Ít bass này, đó, để normal là giữa này, và nhiều bass để chúng ta đánh nhạc DJ Club này, đúng không ạ? Hiểu nôm na là như vậy để cho đơn giản. Rồi, và ở trên thì chúng ta cũng sẽ có hai chiếc app dành cho hai đường, rất là đơn cơ bản thôi. Chúng ta dùng mic thì chúng ta ấn xuống, và chúng ta cắm line tín hiệu thì chúng ta nhả lên, cũng rất là đơn giản. Đó, và vặn lên thôi. Cũng có những cái đường clip báo riêng clip tín hiệu dành cho cả hai đường. Signal nó sẽ báo tín hiệu, khi có tín hiệu vào thì đèn sẽ sáng này. Đèn power báo on off này, và đèn protect để khi đèn này sáng lên thì chiếc loa của chúng ta đang được bảo vệ bởi mạch protect, tức đánh quá công suất rồi thì chúng ta nên giảm cái ngưỡng tín hiệu lại. Rồi, cơ bản là như vậy. Còn về cấu tạo của chiếc súp thì nó sẽ bao gồm một củ bass có đường kính là 30 cm, đó cũng khá là đơn giản thôi. Và tổng mức công suất cho cả một module loa và một chiếc súp này nó có thể lên tới 1100W quý vị nhé, 1100W. Thì với cấu tạo như vậy thì với chiếc loa DXL1K này, nó có thể thể hiện được những cái giải âm từ 37Hz đến 20.000Hz, cực kỳ là rộng quý vị nhé. Đặc biệt là nó có thể xuống được tới 37Hz. Và một điểm nữa là cường độ phát âm cực đại Max SPL lên tới 125dB. Và có một điểm Hữu Duy muốn thông tin đến quý vị, đó là với mẫu loa cột DXL1K này, nó được tuning bởi thương hiệu Nexo quý vị nhé. Hãng Nexo thì đã quá nổi tiếng về những dòng loa cao cấp rồi, phải không ạ? Và quý vị biết đấy, thương hiệu Nexo là một thương hiệu nằm trong tập đoàn của Yamaha. Nó đã được Yamaha mua lại vào năm 2008 rồi. Cho nên thì với dòng loa DXL1K này, nó quả thực là một trong những mẫu loa cao cấp, chất âm hay và mức giá có thể nói là tốt nhất ở trong phân khúc những dòng loa cột cao cấp Bass 30. Và một điểm nữa Hữu Duy cần chia sẻ, đó là với mẫu loa Yamaha DXL1K này, nó có một cái mác xuất xứ có thể nói là cực kỳ hướng ngoại. Nó là gì ạ? Thương hiệu Nhật và sản xuất tại Malaysia. Và theo công bố của nhà hãng thì chúng ta hoàn toàn có thể gấp đôi công lực của dàn âm thanh ngày hôm nay của chúng ta bằng cách là ghép dây tín hiệu vào để tạo hiệu ứng stereo. Chúng ta hoàn toàn có thể ghép hai chiếc DXL1K, hoặc là có thể ghép một chiếc DXL1K với một chiếc StepPad 1K MK2, và nó có thể tạo ra được ngay chất âm stereo khi mà chúng ta kết nối như vậy quý vị nhé. Xin vâng thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test thử chất âm của combo Yamaha ngày hôm nay. Và để test thử thì Hữu Duy sẽ sử dụng một combo đầy đủ như là chúng ta trong một quán cà phê acoustic biểu diễn quý vị nhé. Ở đây chúng ta sẽ có hai chiếc DXL1K. Đó, Hữu Duy sẽ sử dụng một đôi để chúng ta có thể tạo ra hiệu ứng stereo. Bởi vì khi mà đã dùng mixer mà lại dùng một chiếc loa thì Hữu Duy lại cảm thấy là nó hơi thiếu. Cho nên chúng ta cần phải bổ sung thêm một chiếc nữa để nó có thể tạo ra hiệu ứng stereo, nó phù hợp hơn với chiếc mixer mà ngày hôm nay chúng ta dùng, là chiếc Yamaha MG12XU. Hữu Duy thường hay ghép những dòng mixer của Yamaha này cho những combo có thể nói là phục vụ cho những quán cà phê này, hay là hát cho nhau nghe, hoặc là những quán chuyên sử dụng cho acoustic. Và đặc biệt là những bộ dàn live array thì sử dụng Yamaha MG12XU rất là nhiều quý vị nhé. Rồi, và cuối cùng là một chiếc micro có dây đến từ thương hiệu Yamaha đồng bộ luôn, với mã là DM305. Đó, rất là sáng bóng và chất lượng quý vị nhé. Ok, và giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành test thử chất âm của cả bộ dàn đồng bộ Yamaha ngày hôm nay. Khi hát karaoke này, khi nghe nhạc vocal cũng như là khi nghe nhạc remix thì sẽ như nào quý vị nhé. Lòng em như trang giấy thơ trắng ngần, để anh viết lên chuyện tình yêu. Bài thơ xưa còn dang dở chưa thành câu, trăng lung linh bước theo đôi tình nhân. Và khi yêu ai biết đâu là bên bờ, để rồi phải xa nhau từ đây. Mình xa nhau đến vầng trăng kia vỡ. Với...
thì người thơ làm như chẳng biết bao giờ tình nghĩa xưa chỉ còn lời nói hững hờ. Cuộc đời khi có cho không, rồi khi túng thiếu hỏi người có đòi được không. Dòng thì nhiều người theo quanh hiu trống vắng khi nghe lời nói yêu thương đành trả lại người thôi. Nhìn cuộc đời trách sao không vừa tay với, nhìn lại mình sao tay còn đang trắng tay. Bao lời yêu tiếc thương sao giờ xa vời, trong bóng đêm chập chững mỗi một mình thôi. Tình nghĩa xưa đem về trong lòng huyệt sâu. Chúng ta sẽ thêm một bài nhạc vocal nữa quý vị nhé. Quả thực với chất âm của Yamaha cho ra chất âm cực kỳ hay quý vị nhé. Chúng ta sẽ nghe một bản nhạc vocal nam nữa quý vị nhé. Và sau đó là một bản nhạc remix quý vị nhé. Tiếp theo sẽ là một bài hát của ca sĩ Xuân Hảo quý vị nhé. Vocal nam cực kỳ chất lượng. Yêu em hơn và yêu em mãi, dù phút êm đềm xa xưa nay đã đi vào quên lãng. Trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi, mấy tiếng đang dâng cao vời mà tình thương chưa lên. Gian dối để bước phong trần tha hương, em khóc cho đời viễn xưa. Về làm chi rồi em lặng lẽ ra đi, gom góp yêu thương quê nhà dâng hết cho người tình xa. Anh đâu ngờ có ngày đàn đứt dây tơ, một phút tim em hững hờ, trọn kiếp anh vương sầu nhớ. Nói đi em, cả đời mình đã đi tìm, cả đời mình xây ước mơ cho ngày mộng được nên thơ, cuối cùng là tình bơ vơ. Chất âm rất là tuyệt vời quý vị nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một bản nhạc remix nữa để xem khi nhạc vocal đã hay như vậy rồi, remix nó sẽ như thế nào quý vị nhé. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm rất nhiều những thể loại nhạc đúng không ạ? Nhạc trẻ là nhạc bolero hay là những bản nhạc remix đúng không ạ? Nhạc vocal.
Thì với combo ngày hôm nay Yamaha DXL1K nó thể hiện cực kỳ tốt quý vị nhé. Đặc biệt là với những giải vocal, kể cả vocal nam hay là vocal nữ thì nó thể hiện cực kỳ rõ nét và sắc nét những cái giải đó. Đặc biệt là khi hát karaoke, quý vị cảm thấy Hữu Duy hát karaoke trên combo ngày hôm nay như nào ạ? Đồng bộ Yamaha luôn, nó có chất âm rất là hay và nó có một cái sự đồng bộ với nhau, nghe nó cực kỳ và chất lượng quý vị nhé. Ok, vậy thì Hữu Duy sẽ đưa ra lời nhận xét trực tiếp về mẫu loa cột Yamaha DXL1K này với các mẫu loa cột của JBL luôn. Với mẫu DXL1K này, thứ nhất là cái điểm mạnh của nó là gì? Điểm mạnh của nó là những cái giải trung âm, những cái giải âm cao và đặc biệt là những cái giải vocal để chúng ta có thể chơi. Thứ nhất là acoustic đánh rất là hay này, và thứ hai là khi hát cái biểu diễn thì nó cực kỳ là tốt, sử dụng rất hay dành cho những phòng trà này hay là cho những sân khấu biểu diễn. Thì với mẫu Yamaha này nó rất là hay bởi nó được tôn vinh bởi một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng và đình đám trên thế giới, Nestle. Còn với mẫu JBL đúng không ạ, thì nó sẽ mạnh về những cái giải âm bass và mạnh về những cái giải âm trầm để chúng ta có những cái cảm xúc khi mà nghe nhạc DJ, đúng không ạ? Với âm trầm của Yamaha thì nó không sâu được bằng JBL, nhưng mà tổng thể thì chúng ta cần phải đánh giá về toàn bộ giải bass, giải mid và giải treble, đúng không ạ? Để một chiếc loa mà nó toàn năng thì Hữu Duy lại thấy dòng Yamaha này nó có những ưu điểm vượt trội hơn hẳn rất nhiều, đúng không ạ? Những cái giải trung âm, những cái giải cao và đặc biệt là những cái giải âm trầm của nó nghe nó cũng khá là chắc, nó rất là chắc. Nó không sâu bằng JBL nhưng mà nó vẫn cực kỳ chắc trong khi mà chúng ta nghe nhạc remix và nhạc dance quý vị nhé. Đó, như quý vị đã cùng trải nghiệm với Hữu Duy rồi thì quý vị cảm thấy như thế nào thì hãy để lại ý kiến của mình ở phía dưới comment. Và với mức giá bao nhiêu để chúng ta sở hữu được một combo loa cột Yamaha DXL1K rất là hay như này, đó là 30.600.000 đồng là chúng ta đã sở hữu được ngay một combo loa cột như thế này quý vị nhé. Quý vị cứ so sánh trên thị trường mà xem, làm gì có mẫu loa cột nào cao cấp trong phân khúc như vậy mà lại chỉ có giá là 30.600.000 mà quý vị được tặng kèm thêm gì ạ? Chúng ta còn được tặng kèm thêm ba lô. Đó, ba lô để bảo vệ loa. Thì với chiếc bao lô này nó rất là xịn sò. Thứ nhất là chúng ta có thể đựng được module loa. Đây, ba module loa cho vào ba hốc này. Rất là hay đúng không ạ? Và thứ hai là gì? Đựng được cả một chiếc súp to đùng. Đó, tất cả để chúng ta đựng vào trong một chiếc túi này thôi, là mang đi mang lại, di chuyển một cách rất là dễ dàng và nhanh chóng, đúng không ạ? Chỉ với 30.600.000 thôi, loa được tôn vinh Nexo này, rất là hay và nhỏ gọn này, có tặng cả túi kèm theo để chúng ta mang đi, quá là hời phải không ạ? Để sở hữu một combo loa như này thì chúng ta có thể có rất nhiều cách để liên hệ với Bảo Châu. Thứ nhất là chúng ta liên hệ ngay với Hữu Duy thông qua số điện thoại cầm tay là 0866693631. Thứ hai là quý vị có thể truy cập vào website bảochauelec.com để tìm cho mình thứ nhất là loa cột, hoặc là quý vị quan tâm đến những mẫu loa khác, âm thanh khác thì quý vị có thể tìm ngay ở trên thanh tìm kiếm. Thứ ba là quý vị hãy gọi ngay đến hotline của Bảo Châu Elec là 1900 0255 để được tư vấn về tất cả những băn khoăn của quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của Bảo Châu Elec. Đừng quên nhấn like, share, subscribe kênh của Bảo Châu. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở trong những video sau. Đừng quên, video ngày hôm nay nói về mẫu loa cột Yamaha DXL1K.